Xin chào bác, đến kênh kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có bác một xe đạp Touring Mazda X Bulldozer 500, một dòng xe đạp thương hiệu Mazda, một trong những cái thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng ở trên toàn thế giới và cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm rồi. Xe này thì được trang bị là khung nhôm các bác nhá, tổng đầu sơn đen. Tổng màu sơn đen và kẻ logo màu xanh dương rất là đẹp đây các bác nhá. Khung sườn thì cũng còn rất là đẹp, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bã nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn chất lượng khung sườn và thì nước sơn thì cũng còn tương đối là đẹp các bác nhé. Thương hiệu Mazda, con xe Touring hàng bãi rất là đẹp, tất cả là nguyên zin nguyên bản hết 100% luôn các bác nhé. Xe thì được trang bị bộ chuyển động là Shimano Atut với 9 tầng níp và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông này thì cũng được trang bị là tay Atut, bánh xạ Atut và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano các bác nhé. Còn xe Touring trang bị phanh dầu cấu hình 9 níp 3 đĩa đang bán tại cửa hàng em mức giá là 8.900.000 các bác nhé. Các bác mà đã có nhu cầu và muốn mua một chiếc xe để thể dục thể thao để đi trong phố mà vẫn muốn cấu hình tốt thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý cho các bác nhé. Sử dụng bánh 700C, bánh zin nguyên bản rồi, bánh zin nguyên bản của xe rồi, lốp là CST. Bản lốp của CST và cái bản lốp của nó là đây, 700x32C các bác nhé. Cái bản lốp này cũng đủ lớn để các bác đi ở trong phố rất là ngon rồi. Vành nguyên cặp, máy ơ vành nguyên cặp, nguyên zin theo xe. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 47cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 53cm, thì size khá lớn, size dành cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Động các bác nhé, ở Shimano Atut 9 lít 3 đĩa, con xe 27 cái độ khác nhau. Đấy, các bác có thể nhìn trên hình này, động rất là mượt mà các bác nhé. Như là không có lỗi nhỏ, rất là mượt. Bấm này rất là mượt, thì bảo vẫn rất là ngon. Thì giá bán của chiếc xe Mazda đang bán là 8.900.000, bao ship toàn quốc, chưa cả bác chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.